Hội đồng Nhân dân huyện Lang Chánh thông báo, chương trình kỳ họp thứ 18, Hội đồng Nhân dân huyện Lang Chánh khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được khai mạc trọng thể vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 22 tháng 7 năm 2024 tại Trung tâm Hội nghị huyện, nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, đồng thời xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân huyện và các cơ quan liên quan trình kỳ họp. Thời gian tổ chức kỳ họp một ngày vào ngày 22 tháng 7 năm 2024, buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Đặc biệt tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân huyện Lang Chánh sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với những vấn đề quan trọng liên quan đến các vấn đề kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đảm bảo đời sống nhân dân trên địa bàn huyện. Chương trình sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh và trang fanpage Facebook Truyền hình huyện Lang Chánh. Kính mời quý vị cùng theo dõi.